sinh mạch máu dưới da. Đây là vấn đề mới mà tiếp theo sau cái quá trình chúng ta treatment. Trước đây khi nhắc đến những cái vấn đề da do dưỡng da sai cách thì mọi người thường nghĩ đến là giãn mô mạch và mỏng da do những corticoid. Nhưng ngày nay thì khác xưa rất là nhiều. Fair Skincare ngày nay đã chia thành hai team, một team là chơi với corti, còn một team thì chơi với những loại axit mạnh. Team nào thì cũng có những cái khái niệm này và những cái khái niệm khác. Team cọc mà theo bằng cấp và khoa học thì có bác sĩ và phần còn lại. Còn cái team treatment thì cũng không thua kém, có hội những cái người mà nắm chắc, nắm rõ những cái người nghiện axit quá đà. Những cái kiến thức nó chưa có đúng. Và hậu quả thì rất là nhiều bạn sau một cái thời gian là căng bóng lồng lộn lung linh thì bắt đầu có dấu hiệu là da bị kích ứng này, bị đỏ, bị khô, bị căng và những cái mụn li ti bắt đầu xuất hiện và tái đi tái lại liên tục. Nguyên nhân chính của cái vấn đề này là do da của chúng ta bị quá tải. Khi cái thời gian gồng gánh mãi mà nó không thể chịu đựng được nữa thì cứu viện hoặc là cứu viện không đủ dẫn đến cái tình trạng là hiện tượng lớp sừng nó bị lấy đi quá mức, bị mất nước xuyên biểu bì, da hoạt động hết công suất để tái tạo, dẫn đến là cái lượng máu cần thiết nó phải tăng lên và nó gây tăng ra mạch, gây đỏ da. Cái tình trạng này kéo dài khiến cho da của chúng ta dần dần yếu đi, lượng dầu cần thiết trên da bị lấy sạch đi trong cái quá trình mà chúng ta gây tổn thương dài cho da, khiến mất cân bằng cái hệ vi sinh trên da, khiến da của chúng ta nó bị tấn công nhiều hơn. Trong chăm sóc da và trong điều trị da thì theo mình không có khái niệm có rồi có nhiều mà là đủ hay là chưa. Bạn dùng axit một tuần một lần mà da vẫn bị đỏ thì chúng ta gọi là da của chúng ta đang bị quá tải hoặc là phục hồi của chúng ta chưa đủ. Không cần biết là bạn bôi bao nhiêu là cấp ẩm, nhưng da của chúng ta có bệnh lý kéo dài không dứt thì chứng tỏ là cái quy trình dưỡng da tại nhà của bạn chưa phù hợp. Chăm da là cái việc chúng ta đặt nền móng trong cái làn da khỏe mạnh này, để có thể chịu được những cái tác động từ bên ngoài, không phản ứng thái quá, và hơn hết đó là làm chậm những cái tác động của quá trình lão hóa da. Làn da mà chúng ta thấy rõ là tăng sinh mạch máu, sung huyết nhẹ dưới da. Nếu như mà bạn loay hoay tìm kiếm cái giải pháp điều trị da nhạy cảm để da giãn mô mạch do nhiễm cỏ thì hãy inbox ngay cho Hòa Hòa Mách cho bạn một cái lựa chọn hoàn hảo nhé. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhớ follow kênh của Hòa Đại Ca hoặc là inbox trực tiếp cho Hòa nhé.